Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. La 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 la. Trời ơi, hôm nay mình đã chạy được vòng này là vòng thứ 100 rồi. Trời ơi, mệt quá đi. Mệt quá trời quá đất luôn á. Bây giờ phải kiếm cái gì đó ăn mới được. Rồi sáng giờ tập chạy bộ hơi nhiều rồi đó. Ui, ở bên kia hình như nó có cái tiệm bánh kìa. Để qua bên đó ăn mới được. Đi qua thôi. Để qua bên đây kiếm coi có cái gì ăn không ta. Để xem coi có cái món bánh gì ngon không nhỉ. Ủa, sao mà cái tiệm gì đâu mà nhìn chén phèo vậy, không có tí cái bánh nào ngon ngon á chị. Trời là trời. Ôi trời ơi, đồ ăn ở đây chán phèo à, không có món gì ngon hết. Đói bụng quá, không biết có gì à. Cái gì kia? Một cái bánh kem. Wow, trời ơi, được nha, mình hơi bị thích bánh kem luôn á. Trời ơi, bánh kem thơm ngon, bánh kem thơm ngon. Ăn hết cái bánh kem này xong đi tập chạy bộ thêm nữa là hợp lý luôn đó. Trời, để thử coi, thử ăn thử miếng coi. Trời ơi, nuốt một lần hết cái bánh kem luôn, ngon quá trời quá đất. Mà khoan từ. Trời ơi, sao mà tự nhiên thấy nó đau bụng quá ta. Khoan từ, cái bánh kem này nó có gì ở trong mà sao tự nhiên thấy đau bụng vậy. Trời ơi, chết tôi rồi, kiểu này là phải đi gặp bác sĩ thôi chứ bây giờ chịu không nổi nữa. Cứu tôi với. A few moments later. Trời ơi, chán quá trời quá đất luôn á mấy bạn ơi, thiệt luôn á. Ngày hôm nay nè mình. Ủa, trời ơi, trời đất như vậy con heo rồi, không bỏ tôi đi mình vậy đó. Trời ơi, cái bà này thiệt luôn á, ăn cho nhiều rồi mập như heo vậy á, cho nên là cái cọng dây nó còn đứt nữa mà. Đưa tôi lại cọng dây coi nhanh lên. Trời ơi, con heo đứt là do nó mập chứ tự nhiên liên quan gì tôi mập không nội. Do Sammy mập quá đó. Được rồi, bây giờ mình lấy con heo lại nè. Trời ơi, có con heo nè. Con heo chạy đâu? Giờ con heo tính bỏ trốn nữa bạn ơi. Rồi Sam leo lại đi. Rồi ok bạn ơi. Chén ghê luôn bạn. Ngày hôm nay á mình đem hai cái chiếc siêu xe này nè để chở Sammy đi ăn KFC cùng với mình. Nhưng mà chán ghê luôn, không hiểu sao ngày hôm nay tự nhiên KFC đóng cửa. Thế là bây giờ mình với Sam phải qua bên nhà của Sim để mua đồ ăn ăn, mà đồ ăn của Sim nấu dở ẹc à. Chán quá. Đồ ăn Sim ngon mà không nói gì kỳ vậy. Trời ơi, thôi đi. Ngon chỗ nào mà ngon. Trời ơi, tôi nói thiệt. Wait a minute. Ủa. Ủa sao? Ủa, hình như có ai đó bị ngất xỉu kìa đúng không? Ủa? Thôi, hình như có ai nằm sạch tay vậy, tự nhiên đứng nằm mấy phơi nắng chi vậy? Thôi. Anh gì ơi, anh bị sao vậy? Ủa Sam ơi, sao người này nằm im rồi? Ai biết, ê, người có hồi bị cái gì kìa, trời cứu người ta đi Phạm ơi, hô hấp nhân tạo liền. Trời ơi, tôi đâu có biết người ta là ai đâu mà. Ủa mà khoan từ, ủa, nhìn quen ta. Ui, hình như cái này là Khứa Áo Xanh nè, đúng không? Trời ơi, rồi, Ủa Xanh sao Khứa Xanh nằm đây? Ai mà biết được, chắc chắn là do là bị cái gì trúng gió nè hay là sao nè. Ủa mà khoan từ, bị ngất xỉu ở trước nhà của Simi. Rồi xong luôn, hiểu rồi, cái này là do là ăn đồ ăn của Simi nấu xong ngất xỉu nè. Cái bà Sim này bà hay gọi là nấu đồ ăn á bạn, mà bà hay bỏ tùm lum la thứ vô là ăn xong rồi bị ngộ độc không nè đó. Trời gì ơi, mà nghe vậy. Ê, bây giờ làm sao mà giúp người ta đi chứ, người ta nằm đây làm sao đi. Trời ơi, trời, tôi cũng đâu biết đâu bây giờ. Được rồi, tôi có cái này hay nè, từ từ để xíu. May quá, hồi sáng nay tôi có mang theo mấy cái cục thu nhỏ nè. Bây giờ mình chỉ cần sử dụng cái này, mình thu nhỏ mình lại, sau đó mình chui vô bụng của Khứa Áo Xanh, rồi mình lấy cái miếng bánh mà ở trong bụng của Khứa Áo Xanh ra ngoài là được. Khứa Áo Xanh sẽ tỉnh dậy, trời ơi, chứ không thôi là nguy hiểm lắm á, hiểu không? Hay á, tôi nghĩ hay á. Trời ơi, giúp Khứa Áo Xanh đi, cái kiểu này Khứa Áo Xanh chắc đi tông luôn không ơi. Nhìn cái mặt xanh lè xanh lét như con bò chét kìa. Trời ơi, tôi cũng thấy sợ cho bộ. Được rồi, để tôi thu nhỏ lại. Ui, rồi, sao thu nhỏ lại đi. Ok, chui vô. Ở nhà một hai từ. Sao Khứa Áo Xanh? Sao Khanh vẫn còn mình, bọn mình vẫn chưa nhỏ lắm cho nên vẫn chưa chui vô được. Ok, từ tôi còn cục khác nè, có cái cục này nè. Đây. Có cái cục này nè. Đây, dùng đây. Đây. Bây giờ dùng qua cái cục này nó sẽ nhỏ hơn. Hui. Rồi nhỏ xíu luôn rồi Sam ơi. Wow. Trời ơi, nhỏ như con cú chiếu vậy mà. Đúng rồi, bọn mình nhỏ xíu rồi kìa. Ơi Sam ơi, bọn mình đi nhanh đi, con heo đang nhìn tôi coi có khi nào tiếng nữa nó qua đang nhìn tôi luôn. Đâu quay phòng ơi, nó tự mình đoan cái phòng ơi, nhanh tôi ngay. Chui vô miệng, Khứa Áo Xanh nè, trời, Khứa Áo Xanh. Chui miệng nè. Trời ơi, cắm cái mặt xuống dưới đất luôn rồi Sam ơi. Chui vô lên. Sao thở có được. Rồi vô nè. 1 2 3. Yeah. Trời ơi. Wow. Ôi trời, chui vô luôn kìa bạn ơi. Rồi tông cái tới lượt mình. Ui. Trời ơi bạn ơi, bụng mình đang ở trong cái miệng của Khứa Áo Xanh nè. Trời ơi, còn bên trong kia hình như là cái bụng kìa. Rồi Sam ơi, bụng mình chui vô kia đi nhanh lên. 1 2 3.
Hay da. Oh my god. Đầu cái gì vậy? Đây là ở trong bụng của khứa. Ủa khoan từ. Ủa gì kỳ vậy? Rõ ràng là mình chui vô bụng khứa áo xanh này mà sao giờ mình vẫn còn ở ngoài đây? Ủa gì kỳ vậy? Ủa cái gì? Cái gì ông nội ông nhìn nhầm rồi, đây là cơ thể khứa xanh bên trong nè. Trời ơi, bạn nhìn nè. Đây chính là cơ thể của khứa áo xanh nè mấy bạn. Trời ơi, còn cái này là cái bụng của khứa áo xanh nè mấy bạn. Bạn coi nè, ở bên kia bạn thấy cái đỏ đỏ, bên kia là dông, cái này là trái tim mấy bạn ơi. Bên này là trái tim của khứa áo xanh nè, bên này cái nâu nâu này là gan của khứa áo xanh nè, còn bên này là ruột. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy, gớm quá à. Em ông thấy gì không, trên cái sườn khứa áo xanh có cái chất nhờn màu xanh kìa. Yêu như ăn cái gì mà dính dính rồi thấy ghê vậy. Đúng rồi nè bạn ơi, bạn nhìn nè, ở trên xương của khứa áo xanh nó có mấy cục màu xanh gì nè. Ui, tôi biết rồi, cái này là chất độc quá Sam ơi. Bây giờ mình làm sao đây? Ăn bánh do mèo Simi nấu xong cái bị dính độc luôn bạn ơi. Bởi vậy may quá, nãy tôi không ăn bánh của mèo Simi nấu, trời ơi may ghê. Bà cũng thấy may không Sam? Tôi thấy may dễ sợ luôn, không biết Simi nấu cái kiểu gì mà ăn người ta ngộ độc. Trời mà ơi. Chất nhơn đầy luôn. Bởi vậy các bạn nên nhớ là không có được ăn đồ ăn bậy bạ nha. Và phải nhớ là ăn chín uống sôi nha các bạn. Trời ơi, bây giờ mình thử nhảy xuống nè. Ok, hiện dưới. Ui trời ơi, đau quá trời đất. Ui Sam ơi, nhìn kìa, ở trong bụng của khứa áo xanh nó có cái lốc xoáy gì kìa. Ủa? Trời, bụng có khứa áo xanh lốc xoáy trong luôn à, hay gì? Trời cái gì ghê vậy? Đúng là người không bình thường. Vậy chắc là bây giờ là mình chui vô trong đó là mình sẽ vào trong bụng của khứa áo xanh thật sự á Sam. Bây giờ mình đi vô đó đi. Chuẩn bị nè. Ủa, Sam ơi, xong mà nè, còn xanh nhờn nhờn chất luôn hả? Trời ơi, mấy cái chất màu xanh này á, từ từ đi, bây giờ mình phải chui vô trong để mình coi bên trong có gì bí ẩn ở bên trong nè, đi theo tôi nhanh lên. Hai, ba, ui, vô. Ui, cái gì đây, khứa áo xanh bọ cạp, trời, ai sao bây cứu tôi. Là virus khứa áo xanh không ơi, cái gì mà ghê vậy, trời ơi, mình xích ra quá. Mấy bạn nhìn nè, ở bên đây quá trời khứa áo xanh, gọi là xanh lè xanh lét luôn bạn ơi. Ủa cái này là xanh lá cây mà, vậy có nghĩa đây chính là virus khứa áo xanh nè. Trời ghê quá. Ê Phong, bây giờ làm sao Phong? Bây giờ á, Sam coi có gì để mình dùng được không? Tôi thấy có kiếm đây nè, để tôi lấy cho. Đâu? Tôi đâu? Nhanh lên, nó quá kìa, trời ơi các bà này chẳng có gì. Đây, tôi đưa lại. Nhanh lên. Súng nhanh lên. Nó quýnh tôi, ây da, đông quá. Tôi chưa kịp lấy nè, nó dí hay nó quýnh tôi muốn chết nè bà nội. Trời ơi. Để tôi dụ nó qua đây đã. Sammy để đồ bên đó đi, tôi chạy qua. Trời ơi, nhanh lên cái bắt đồ bây giờ. Nó đánh tôi quá trời đất luôn. Ây da, đây, tôi đang chạy qua đây. Đồ đâu đây, đây, thấy rồi. Thấy đồ rồi bạn ơi. Lụm vô. Khứa áo xanh virus nữa. Nó đánh tôi sắp chết rồi. Ây da, bọn nó khỏe quá, tôi quýnh không lại Sammy. Mày mình phun lửa lên, ôi được rồi, tôi giết được mấy con kia rồi, để tôi mày khứa áo xanh. Trời nó chạy nhanh quá, tôi quýnh không được. Ôi ghê vậy. Ok, đây tôi quýnh được một con nè. Mày đây phun lửa nè, cho chết mấy con. Trời ơi, đau quá. Ây da. Ủa vậy cái gì sao có con gì quýnh tôi nó vậy? Ủa có con kia tàng hình nó quýnh tôi sao á? Ủa thì ghê quá thôi Phong ơi, chạy đi, chỗ này xong rồi đó. Trời ơi trời, mệt quá trời quá đất luôn các bạn. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã tiêu diệt hết cái con virus khứa áo xanh ở trong bụng của sao tôi nghe nó hơi kỳ ta. Virus khứa áo xanh ở trong bụng của khứa áo xanh hơi kỳ. Trời ơi, nó quánh tôi kìa Phong ơi, kỳ quá vậy. Ui da, không phải Sam ơi, hình như là bọn mình đang bị trúng độc á. Sam biết sao không? Sao vậy? Bởi vì á là hiện tại chúng ta đang mình bị trúng độc nữa bạn. Hiện tại chúng ta đang ở trong bao tử của khứa áo xanh, cho nên chúng ta đang bị tiêu hóa đó. Nhìn nè, xung quanh đây toàn là đồ ăn nè, có mấy miếng dưa hấu rồi thấy không? Đó, ở đây là lúa nè, rồi có chất xanh. Ui, cái chất xanh này là cái chất mà gây nguy hiểm nè. Đập ra. Trời ơi, bây giờ phải nhanh lên trước khi là nó tiêu hóa mình Phong ơi. Như lúc nó tự mình đồ ăn á Phong ơi. Đúng rồi. Ây da, tôi đang bị tiêu hóa. Ây da, đau quá. Chết tôi. Ây da, trời, tôi gần mất máu rồi Sam ơi. Chết tôi luôn á trời. Từ, tôi coi cái rương bên đây là cái gì vậy? Ủa, sao cái rương này không có gì hết trơn vậy? Ây da. Bên này cũng có cái rương nè bạn. Từ, tôi mở cái rương ra coi. Ây da, sao cái con gì đó. Ây da, tôi chết rồi Sam ơi, không kịp rồi. Thôi không được rồi Sam ơi, bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không kịp thời gian để phá hủy mấy cái chất nhờn này đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm gọi là cái con virus gọi là mạnh nhất trong đây, tiêu diệt nó là chúng ta sẽ có phá hủy được mấy cái block màu xanh này. Bây giờ mình đi tiếp đi Sam ơi, nhanh lên. Qua đây vậy luôn á. Nè, tôi qua đây
Trời ơi nó mệt quá. Ây dạ ơi. Cô lại. Trời ơi. Mệt quá bạn ơi. Mệt thật sự chết. Tôi mệt muốn chết luôn á. Có chỗ này chỗ nào đây? Ủa cái này nhìn giống cái ruột quá vậy? Ủa sao nhìn nó giống cái ruột cái màu hồng nè. Trong này là gì đây? Hồng giặc luôn. Sao ở trong cái rương lại có thêm cái kiếm kim cương nó vậy? Là tôi có hai kiếm luôn à? Gì ghê vậy? Rồi nó bắt mình đánh bằng hai tay ấy Phong ơi. Con gì mạnh dữ vậy? Trời ơi, kiểu này là cái con này mạnh lắm nè. Đâu đi qua xem cái con gì đây. Ui, Sam ơi, nhìn kìa. Ôi trời, cái con gì nhìn thấy ghê quá vậy? Oh my god. Trời ơi. Oh my god. Ôi trời. Tôi đọc. Ôi trời, cái con này là con gì nhìn ghê quá bạn ơi. Hình như là Ôi, cái con này giống như kiểu rồi là mấy con virus mà nó ăn thịt đó mấy bạn. Nhìn nè. Trời ơi, nhìn nó kinh dị thật sự luôn á. Ơi Sam, tôi thấy nó nhìn giống con dán đột biến á Sam, nhìn nó ghê quá. Đi qua đây Sam ơi, đi qua đây coi. Ui, ở bên này hình như là còn một con nữa nè. Ui, không, hai con lẫn chuỗi nhiều lắm nha. Ui. Trời ơi, nó đông quá. Trời ơi. Trời ơi, bọn nó quá. Chạy qua đây. Mày. Rồi. Ui, trời ơi. Ôi trời ơi, con này nhìn thấy ghê quá bạn ơi. Nhìn nó có mấy cái đầu luôn, nhìn sợ thiệt sự luôn á. Ôi, ở bên này là sai được rồi. Mê cung ơi, mê cung hay sao vậy? Trời khó vậy. Ừ, hình như bên này là mê cung á Sam ơi. Nhưng mà Sam là tự ra coi chừng nha. Mấy cái block màu xanh dưới đây nè, hình như là acid nè. Đụng vô á là mình sẽ bị tan biến luôn á. Cho nên đừng đụng vô nha. Huy, mày đi qua đây. Trời ơi, cái chừng té, cái chừng té. Ok, rồi qua bên đây. Bên này á cũng an toàn, không có con nào hết. Trời, tôi thấy hơi sợ vậy. Ôi, có một con bên kia kìa. Ôi, còn con kìa. Ui, ơi, chết lửa nó qua để tôi phun lửa. Đúng rồi, Sam phun lửa đây, Sam phun lửa đây. Phun nó chọc. Đúng rồi. Trời dán sợ phun lửa lắm Phong ơi. Rồi, ok, hay quá Sam ơi. Rồi đi qua. Ơi bà phun lửa trúng cho người tôi luôn rồi sao? Trời ơi. Đau quá. Ok, không sao. Mình đi qua đây tiếp nè. Trời còn nữa cái gì mà nhiều vậy? Thôi. Mệt quá bây giờ mình cứ tiêu diệt hết bọn nó sao? Mình tiêu diệt hết bọn nó đi, mình đi tiếp. Phun lửa. Mày nè, trời chết nè, okay. Phun lửa nè. Hay lắm. Ui, còn một con bên này nữa, để Phong. Phun lửa nè. Rồi ok. Mình không sợ nữa mấy con này. Cái gì á? Gì vậy Sam? Trời ơi, tôi đập cái chết luôn Phong ơi, trời ơi. Một phút làm lỡ. Trời ơi, bà đạp vô cái bài lóc acid đúng không? Hàng gì? Ok, đi qua đây, qua đây. Ui, khứa áo xanh virus nữa kìa. Trời ơi, lại là khứa xanh virus bạn ơi. Ấy da, nó quýnh tôi đâu quá Sam ơi. Ui, mày để tôi. Đó, mình có máy phun lửa mà Phong ơi, sợ gì con này. Để tôi phun lửa đó cho. Ui, trời ơi. Yeah, mày mạnh mạnh quá ta. Sam ơi, từ nãy giờ hình như nó rơi ra cái chìa khóa này hay sao nè, đúng không? Tôi không biết nó rơi chìa khóa làm chi vậy, tôi không biết nha. Tôi không biết nữa. Thôi Sam cứ đưa cho Phong đi một tí nữa, Phong nghiên cứu thử. Ok. Đi tiếp nè. Qua bên đây là cái gì đây? Ui, lại là con virus gì đây? What? Ở Sam ơi, hình như cái này là con virus biết bay vậy, con virus gì lạ vậy? Virus gì mà lạ lùng, em nó không biết bắt bắn nó kìa. Ôi, khoan từ từ, hình như ở ngoài tôi thấy nó có cái rương. Từ từ, cái rương ngoài đây là đúng tên. Ây da, chết rồi, tôi đang bị tiêu hóa. Ôi trời ơi. Nguy hiểm quá là công ta. Nhận nha Phong ơi. Hả? Cái cơ thể của gấu xanh nó không bình thường nha. Trời ơi, nó liên tục luôn á, nó có yêu quái liên tục luôn, có virus liên tục luôn á. Sợ đúng rồi. Chết luôn. Tại vì là khứa áo xanh đã vô tình ăn trúng một cái bánh gọi là bị hỏng, bị thiêu gì đó, cho nên là đã bị dính virus á. Nhưng mà chúng ta cần phải nhanh lên các bạn ơi, tại vì á chúng ta càng ở trong đây lâu thì chúng ta sẽ càng có nguy cơ sẽ bị tiêu hóa, bạn sẽ bị biến thành thức ăn luôn á, hiểu không? Tôi không biết là thức ăn đâu. Thôi, không sao sao, để Phong, ở bên kia nó còn mấy con quái biết bay kìa, để Phong nhảy xuống đây Sam ơi. Ok, ơi, nhớ cẩn thận bị tiêu hóa rồi nha Phong ơi. Nhớ lưu điểm hồi sinh nha. Ôi nó bay quá kìa. Mày ui mày. Ôi tôi bắn nó rồi nè, Còn có bên kia để tôi bắn nó luôn. Mày ơi, ok. Hay quá Phong ơi. Hây, nhảy qua. Coi chừng nha. Rồi. Bắn nè. Đó, chết thêm con nữa. Bắn nè. Rồi đi qua tiếp, đi qua tiếp. Hây. Ui. Hay cẩn thận Phong ơi. Ây da, nó bắn tôi rồi Sam ơi. Trời ơi, đau quá à. Ây da, cái con quỷ này nó bắn xa quá bạn ơi. Mày ôi rồi ok, tôi giết được thêm con đó nè. Rồi xong tôi té rồi. Ôi, sao cũng té vô duyên vậy. Tại vì á chỗ này nó trơn quá, không sao mình đặt bài lóc mình đi qua luôn cho nhanh Sam ơi. Trời ơi. Ủa mà lấy chất nhì mình đi qua luôn à, hay vậy. Đúng rồi đó. Bắn rồi nè. Ok, yes, giết được thêm con rồi. Ok. Rồi bây giờ mình đi qua. Rồi. Ê, tôi sợ cái cơ thể của gấu xanh quá, tôi muốn về nhà quá Phong ơi, cứu người mà thấy khổ quá à. Trời ơi.
bây giờ á mình mà không giúp khứa áo xanh á thì khứa áo xanh sẽ bị gọi là đăng xuất khỏi trái đất luôn bạn. Tại vì sao? Tại vì khứa áo xanh đã lỡ ăn một cái bánh có chứa virus. Hey, mà tôi không biết tại sao Simmy làm bánh cái kiểu gì mà lại làm một cái bánh hỏng mà lại còn để ở trước vậy cho ta nhìn, người ta hiểu lầm xong ta ăn á, xong ta mới bị vậy á các bạn. Thiệt sự luôn á. Ok thôi không sao, bây giờ mình phải gọi là cứu khứa áo xanh thôi. Tại nếu mình không cứu á nha là bọn mình á sẽ trở thành những con người ác độc, sao hiểu không? Đó, đúng rồi. Nên đó, mình thấy người ta gặp nạn mình phải cứu đó. Ok qua đây tiếp nè. Bye. Chính xác. Ủa bên đây rồi. Lại tiếp tục, trời ơi lại tiếp tục lấy cái con virus khứa áo xanh lá cây, trời nhảy qua đây, nhảy qua đây. Cái con khứa áo xanh này nhiều dữ ta. Ui chỗ này có cầu thang nè Sam, chỗ này là mình phải leo lên nè. Ui ok rồi tôi lên được rồi nè. Ui khó quá vậy, tôi sắp té luôn nè. Cố lên, trời ơi một chút nữa thôi là mình qua được rồi. Cố lên, nhanh lên Sam ơi, bây giờ mình không đi nhanh á, một tí nữa mình bị tiêu hóa thành đồ ăn luôn á, trời. Ui biết rồi nè, tôi cố lắm luôn á, rồi ok. Ok rồi, bên này là gì đây, trời quá trời. Gì vậy? Bên này là phải bắt cua nữa nè, trời. Ủa thật sự luôn á. Trái tim kìa, mình có trái tim rồi kìa. Vậy. Ui trời bạn ơi, mình thấy được trái tim của khứa áo xanh bên kia luôn kìa bạn. Vậy là có nghĩa là chúng ta sắp gọi là giải cứu được khứa áo xanh rồi Sam. Cố lên, qua đây. Quay. Rồi tôi biết rồi. Ui ơi. Trời, cố gắng lên nào để chúng ta còn vượt qua bên kia. Ôi da, trời cái gai đâm. Trời ơi đau quá Sam ơi. Ủa mà sao trong bụng của khứa áo xanh á là có đồ ăn không, mà sao tự nhiên trong đây có laser đồ kiểu đó vậy? Ủa khứa áo xanh ăn luôn cái tia laser vô bụng hả? À, khứa áo xanh là độc lạ mà Phong ơi, cái gì chả có, tôi nói thật, trong cái siêu thị cũng có đó chứ. Trời ơi trời, thiệt sự luôn á. Ây da trời ơi, tôi dính laser đâu quá. Ui mặt tôi đau chết à. Ôi cố lên Sam ơi. Trời ơi rồi, tôi đang cố nè. Tính ra chúng ta đang bắt cua ở trên mấy cái xương của khứa áo xanh đó bạn. Trời ơi quay Sam, cố lên, sắp tới rồi. Ai da từ ôi cái chân qua đây. Trời ơi Sam ơi. Mày suối quẩy vậy, không thấy không? Cái khứa áo xanh nó ghét tôi rồi, hồi trường ông đi có bị gì đâu, tôi đi cái bị liền à. Tại bà nước thì có vậy cũng không qua được đâu, để tôi qua coi. Ui trời, trong đây lại tiếp tục là virus khứa áo xanh nè. Sammy, bà cứ bắt cua đi, để tôi giết mấy con này cho. Ây à! Trời ơi, xong luôn, tôi chưa kịp giết nó là nó giết tôi luôn rồi Sam ơi. Trời ơi, ông gà như vậy, em vô phải nắm đủ liền chứ. Trời ơi, tại vì nó đông quá, tôi giết không kịp, Sam hiểu không? Hây, trời, cố lên Sam ơi, sắp qua tới rồi. Ôi trời ơi mệt quá. Okay. Ok rồi được rồi. Bây giờ bọn mình sẽ mở cửa ra và vô bên kia tiêu diệt mấy cái tên khứa xanh lá cây trong kia nha các bạn nha. Mấy con virus khứa xanh này hơi bị mạnh luôn á. Mình mới mở cửa thôi là mình đã chích queo rồi. Trời ơi trời. Ôi sao mới sẵn sàng chưa Sam? Sẵn sàng, bây giờ tôi cầm súng lửa tôi chơi nó luôn nè. Tôi ok sợ gì? Rồi bây giờ đếm 1, 2, 3 cái là mở cửa dùng súng lửa phun liền nghe chưa. Ok mở nè, rồi bắn Sam ơi, bắn đi nhanh lên. Khứa áo xanh nè, khứa áo xanh ui trời ơi. Rồi đi qua. Ui còn quýnh đi bắn. Ủa đâu. Ui sợ quá à. Phong ơi tên bắn nó đi đánh. Ơi coi chừng kìa Sam sau lưng kìa. Mày ui trời ơi, bọn nó đông quá mấy bạn ơi, còn một con nữa kìa. Ui ok tôi giết được luôn rồi. Qua bên đây Sam ơi, lên qua bên đây. Chạy nhanh. Mình chặn lại, không thôi một tí nữa là khứa xanh hồi sinh lại đó. Chặn lại. Ơi, bọn nó hồi sinh lại kìa. Cái con gì vậy? Trời ơi, ôi ơi, chết queo luôn. Nó hồi sinh thành cái con gì á, nhìn ghê lắm. Trời ơi. Ui, bọn nó hồi sinh lại nữa kìa Sam ơi. Đau quá. Trời ơi. Rồi Sam ơi, qua đây nhanh đi Sam, tôi chặn nó lại. Tôi qua liền. Ông chặn tôi luôn á. Chặn lại. Ôi trời ơi. Sợ quá. Mệt quá rồi bạn ơi. Trời. Mấy con này đúng mạnh luôn á. Ok được rồi, bây giờ mình phải mở khóa. Hàng gì nó cho mình mấy cái chìa khóa để mở khóa nè các bạn ơi. Thiệt sự luôn á, cái này bọn nó thông minh quá vậy. Trời. Ok để từ mở khóa. Mở cửa rồi. Ôi. Ôi trời ơi Sam ơi, cái con gì nè Sam ơi. Oh my god, lưu điểm hồi sinh, lưu điểm hồi sinh Sam ơi, nhanh. Ây da, trời rồi xong, nó giết tôi rồi Sam ơi. Phong ơi, tôi biết rồi, đây là cái miếng bánh của Simmy á Phong. Trời ơi, cái miếng bánh của Simmy nó biến thành cái con nhìn tí ghê vậy. Em ơi, bạn nhìn nè. Trời ơi, nhìn nó kinh khủng thật sự luôn á. Sam, lui để tôi bắn nó. Mày, ui trời ơi, cái con
con này nhìn nó ghê quá bạn ơi, đừng có lại gần tao trời ơi. Ôi trời ơi bạn ơi, con này nhìn nó đáng sợ quá, nó còn đuổi theo mình nữa đó bạn ơi, nhìn nó gì hệt như là cái miếng bánh bị hư vậy đó. Trời ơi trời, quýnh nó đi Sam ơi. Tôi chạy nha Phong ơi, tôi chạy nha, tôi sợ rồi, tôi chạy làng Phong ơi, cứu trời tôi. Trời ơi, bà Sam nó bỏ mình luôn á bạn ơi, trời cái con này, đi ra, tránh ra cho bé, tránh ra, trời ơi cái con này, đừng có lại gần tao mà, trời ơi, mình thề với bạn luôn á, mình sợ mấy con gì mà nhìn nó lúc nhúc kiểu này nè bạn, nhìn cái con này á, nhìn nó cứ kiểu bị lúc nhúc y chang như con cóc vậy bạn, nhìn thấy ghê không chết à. Phong ơi, cố lên Phong ơi. Bà còn đứng đó, bà cố lên nữa, phụ tôi, nhanh lên, cái bà đi. Mày nè mày. Ui, Sam ơi, nó chết mèo rồi. Ôi trời, mừng quá. Ôi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã tiêu diệt được cái con này rồi bạn ơi. Mừng thiệt sự luôn á. Con gì luôn bạn, con yêu quá bánh kem nha. Trời ơi, mệt quá. Cái gì mà yêu quá bánh kem, cái con đó yêu quá bánh thiêu thì có chứ bánh kem cái gì. Trời ơi, bánh thiêu chứ bánh kem có vụ gì nè bạn. Bánh thiêu nha, tôi mệt quá. Thiêu là thiêu luôn. Ok bạn ơi, coi như là bọn mình giết được con boss rồi thì thế nào một tí nữa mấy cái con virus còn lại bọn nó cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Tại vì bọn nó sẽ không còn sinh sôi nảy nở được nữa. Ok rồi. Thôi bây giờ Sam ơi, tôi nghĩ là tôi với Sam nên tìm cách đi ra ngoài càng sớm càng tốt, chứ thôi bọn mình sắp bị tiêu hóa đồ ăn luôn rồi đó. Chạy nhanh lên. Ok bạn ơi, Phong ơi. Sau cái video này mấy bạn nhớ là phải ăn chín uống sôi, không có được ăn đồ tầm bậy bạ nha bạn. Không thôi á là sẽ bị không được ăn đồ ăn hết hạn nha. Không ăn đồ đúng rồi, hết hạn không ăn đồ ăn hết hạn nha. Không thôi là sẽ bị giống khứa áo xanh đó. Trời ơi, nếu mà muốn mấy bạn muốn an toàn hơn thì có thể về nhà kêu mẹ nấu đồ ăn cho, tại mẹ chúng ta lúc nào cũng là những người nấu đồ ăn ngon nhất đúng không? Đấy. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bây giờ mình với Sammy sẽ phải thoát ra ngoài đi. Không thôi là sẽ bị tiêu hóa đó. Thôi rồi, đi đi Sammy nhanh lên. Đi thôi. Let's đi go. Mệt quá rồi. Đi nhanh lên, leo lên. Chui ra ngoài nhanh lên. Đây. Trời ơi, ra nhanh Phong ơi, tôi sợ chỗ này rồi. Trời ơi, cái chỗ này khó leo quá. Đặt bà lóc leo lên. Đây. Leo lên. Ây da, trời ơi, đau bụng quá. Có ai không cứu tôi với? Ủa sao hết đau bụng rồi? Ui, mình hết đau bụng rồi nè. Mình chạy qua chạy lại bình thường rồi nè. Ôi trời ơi, mừng quá, hết đau bụng rồi, mừng quá. Ôi trời ơi, thôi từ nay chừa luôn, né cái tiệm bánh này ra. Cái tiệm bánh này hình như tiệm bánh của ai? Tiệm bánh mèo Simmy hả? Trời ơi, bán bánh cái kiểu gì mà ăn vô đau bụng muốn chết luôn. Thôi né, không dám ăn nữa đâu. Trời, trốn, trời ơi, không ăn nữa đâu. Chạy về nhà luôn.